kênh Crypto Rock, kênh chuyên lên những dự án crypto MMO. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất về mình tiến sĩ trong game. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án Plesuan. Để tham gia vào dự án này, mọi người hãy click vào link mình ở phía dưới phần mô tả. Rồi sau đó mọi người bấm start cho mình ạ. Tham gia dự án này mọi người sẽ được ăn chia 50.000 token Blastone. Rồi sau đó mọi người cho group thì lên cái này cho mình nè. Rồi mọi người kết với group, tôi không phải lên máy cho mình nè. Mọi người quay lại trở lại chat box trong channel cho mình ạ. Rồi mọi người bấm có tên đi cho mình ạ. Rồi mọi người cho Discord cho mình ạ. Chấp nhận lắm rồi. Rồi giờ mày cắp tre. Đâu phải cái này. Discord nó đang bị lỗi nha các bạn. Mọi người follow tiếng Twitter cho mình ạ. Nhiệm vụ nào mới bảo em được. Để mới xem ở bao nhiêu người, dự án bao nhiêu người. Để coi. Vậy rồi. Rồi mọi người nộp username qua Twitter của mình cho Hà. Đây, like, retweet, tag mấy bạn bè. Like, retweet. Rồi tôi biết like cho mình. Rồi sau đó mọi người quay trở lại chat box, gửi link retweet của mình, mọi người mới retweet cho bác. Rồi mọi người làm địa chỉ ví, dùng ví gửi điệp chạy với BEP 20 cho mình à. Mọi người có thể dùng với MetaMask hoặc Chất Wallet à, bàn Binance Smart Chain. Cái đó, rồi, máy tính. Rồi, dễ quá à. Rồi mọi người mà lăn đợi kiểm tra lại ạ. À. Kiểm tra thông tin lại ạ. À. Rồi mọi người refer lên để like link mời bạn bè hoặc người thân của mình ạ. À. Đợi kiếm thêm bằng thử ạ. À.
5.000 hả? 5.000. 5.000 người sẽ nhận được thưởng. Rồi dự án đây là dự án random 5.000 người. 5.000 người may mắn mọi người. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ like và subscribe và share để ủng hộ kênh mình nhé.